Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Những pha xử lý khó tin chỉ xuất hiện một lần trong đời. Phút 33 của trận đấu giữa Chelsea và Cardiff, Eto'o đã tạo nên một tình huống gây tranh cãi. Cụ thể, anh đã cướp bóng từ tay của thủ thành David Masha khi anh này đang thực hiện một động tác bật bóng với mặt đất thông thường. Theo luật của FIFA ghi rõ, trong trường hợp này, bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của thủ môn và các cầu thủ đối phương không được phép tranh cướp. Tuy nhiên, trọng tài chính Taylor vẫn cho trận đấu tiếp tục và Eden Hazard ghi bàn thắng gỡ hòa cho Chelsea ngay sau đó. Công điểm lại những pha xử lý khó tin chỉ xuất hiện một lần trong đời. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh thứ hai được đặt ở phần mô tả để ủng hộ cho bọn mình nhé. Thể thao bao giờ cũng mang đến sự sôi động, bất kể là môn thi đấu nào, từ trong nhà cho đến ngoài trời. Đã có những khoảnh khắc, những pha xử lý ngẫu hứng hay những siêu phẩm ngoạn mục khiến người hâm mộ chẳng thể nào quên. Sau đây là những pha xử lý khó tin chỉ xuất hiện một lần trong đời. Nếu bạn là một người chơi bóng rổ, bạn sẽ biết rằng ghi một cú ném 3 điểm là không hề dễ dàng và một cú ném nửa sân thì gần như là không thể. Nhưng người mẹ mang tên Angela Rami này đã thực hiện thành công cú ném nửa sân để giúp cô con gái Grace có một học bổng ở Học viện Bethany ở Bloomington trong một buổi gây quỹ. Tiền đạo Hallam Hope đã có pha rình rập giống như ăn trộm để ghi bàn vào lưới đối thủ trong trận đấu ở giải hạng 4 của Anh. Bàn thắng này được báo chí nhận định là một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất của bóng đá Anh mùa giải 2018-2019. Mặc dù sự gian manh của Hallam Hope đã chẳng thể giúp được đội nhà chiến thắng trận đấu đó. Trong trận đấu võ tự do diễn ra vào tháng 7 năm ngoái, võ sĩ Jorge Masvidal chỉ mất có đúng 5 giây để hạ knock out đối thủ Ben Askren bằng một cú lên gối tàn khốc. Khi đang ở vị trí dẫn đầu và cách đích đúng một góc cua, tay đua Nicolas Azor đã thực hiện một pha vào cua thiếu chính xác và tưởng chừng như sẽ phải rời bỏ cuộc đua một cách đầy tiếc nuối. Thế nhưng Azor đã khiến cả đường đua phải trầm trồ thán phục khi vẫn điều khiển được xe trong tình trạng hai đầu gối chạm đất và cán đích an toàn. Thiếu lâm được biết đến là một trong những môn phái lâu đời nhất ở Trung Quốc. Họ cũng nổi tiếng thế giới với những màn biểu diễn võ thuật có 102. Trước kia từng có một nhà sư của Thiếu Lâm đã gây tiếng vang khi biểu diễn màn võ thuật giữ thăng bằng cực khó, đứng trên hai ngón tay trỏ. Cầu thủ người Nhật Kenji Akashi đã có một màn nhào lộn đẹp mắt để đạp gôn sau khi thực hiện thành công một cú ăn điểm trực tiếp ở giải bóng chày Mỹ năm 2019. Trong những cuộc tỉ thí võ thuật, khán giả không chỉ được phấn khích bởi những pha ra đòn đẹp mắt mà còn ấn tượng với các tình huống né đòn tài tình. Võ sĩ Rafael Fiziev đã khiến cho khán giả được một phen trầm trồ với pha né đòn điêu luyện trong cuộc đối đầu ở giải Muay Thái Revo năm 2017. Thủ môn Matti Hansen trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi ghi bàn thắng bằng gót đẹp mắt trong trận mở màn giải vô địch quốc gia Hà Lan năm 2015. Đó là bàn thắng từ đường chuyền của đồng đội bên ngoài vòng cấm để Hansen thực hiện cú vô lê ngược bằng gót chân chớp nhoáng làm tung lưới PSV Eindhoven. Trước trận đấu của đội bóng chày Doosan Bears của Seoul, Hàn Quốk, vận động viên thể dục dụng cụ Shin Soo-ji của Hàn Quốc đã làm nóng khán đài bằng động tác ném bóng điều nghệ và cực kỳ quyến rũ. Đã có rất nhiều cuộc đua xe trong lịch sử kết thúc với những pha ngược dòng kịch tính, nhưng có lẽ không có trường hợp nào điên rồ và khó tin như trường hợp này. Tại giải đua xe đạp được tổ chức tại Cộng hòa Séc, Kuro Maroši đã bị ngã khi đang dẫn đầu và không còn ai nghĩ anh có thể về nhất. Tuy nhiên, ngay ở khúc cua cuối trước khi đến đích, Maroši đã liều lĩnh chớp lấy cơ hội đó với một pha đi xe đạp trên tường rồi vượt lên hai tay đua kia khi tiếp đất. Tay vợt nổi tiếng Benoit Paire đã khiến khán giả hâm mộ tennis phải kinh ngạc khi hạ gục đối thủ bằng một pha cắt bóng xoáy ngược.
Tình huống diễn ra trong loạt ném kiểm tra phong độ của đội tuyển Mỹ ở Henderson, bang Nevada. Vận động viên Josh Canlon bị trượt tay và quả bóng rơi sang đường băng bên cạnh. Điều bất ngờ là quả bóng tiếp tục lăn về đích và làm đổ cả 10 chai ở đường băng này. Nordman, một người hâm mộ đến theo dõi trận đấu của đội bóng rổ Atlanta Hawks, đã tự tin ném chính xác pha quàng bóng từ giữa sân trước áp lực phần thưởng 10.000 đô la Mỹ nếu thành công trong một lần duy nhất. Trong một pha phản công chớp nhoáng, Tyler Ennis của câu lạc bộ khúc côn cầu Buffalo Sabres đã có một pha solo kỹ thuật qua ba cầu thủ và kết thúc tình huống hoàn hảo khi dứt điểm thành công trong tư thế chơi với, mang lại điểm số đầu tiên cho đội nhà. Ở trận giao hữu giữa Thụy Điển và Anh năm 2012, Ibrahimovic đã một mình lập poker. Đáng chú ý là pha móc bóng thực hiện từ ngoài vòng cấm đánh bại Rojas. Đây là tuyệt tác ngã bàn đèn đã mang về cho anh giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm. Một cầu thủ bóng rổ Đại học Mỹ đã rất nỗ lực cứu bóng khỏi ra biên, nhưng vô tình lại biến pha cứu bóng thành một tình huống ghi điểm cho đối phương. Đoạn video này được tạo ra bởi Michael Sands. Trong đó, anh miêu tả tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã đánh bại chiếc xe bọc thép M1 Abrams tại giải Australia mở rộng năm 2015. Chiếc xe tăng M1 Abrams được gắn thêm chiếc vợt tennis ở nòng súng đã rất bản lĩnh khi chặn được gần hết những đường bóng của Djokovic. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không thể nào đấu lại với kinh nghiệm của tay vợt số 1 thế giới. Trong tình huống penalty ở một trận bóng đá phủi, cầu thủ thực hiện cú sút này đã phải ấm ức bỏ đi khi xà ngang cột dọc liên tiếp từ chối những nỗ lực ghi bàn của anh. Vừa rồi là những khoảnh khắc ấn tượng đến khó tin trong các môn thể thao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất. Just look on and I'll look down and oh your feet.